Wow, hello tâm anh, chào các bạn nha. Wow các bạn ơi, ở đây mình có rất là nhiều đồ chơi con vật này các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Wow, mình có cả một con gì đây rất là khổng lồ luôn nè. Wow, một con gì đây cũng rất là khổng lồ luôn nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow các bạn ơi, đồ chơi con vật này bị bẩn bùn đỏ hết rồi nha. Wow, một con gì đây rất là khổng lồ luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhặt vào mình đi rửa nha các bạn nha. Wow, đây mình có một cái rổ rất là bự luôn các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật luôn. Wow, mình thấy có một con khủng long gai này các bạn ơi. Wow, wow, chà, rất là nhiều đồ chơi con vật. Wow, wow, các bạn ơi, wow, 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 một con gì đây khổng lồ các bạn ơi. Wow, to lắm nha, vào luôn. Wow, kêu được luôn các bạn ơi. Wow. Wow, con gì đây? Wow. Wow. Wow, đồ chơi gì đây ngầu lắm các bạn ơi. Wow, một rổ đồ chơi đây rồi, bây giờ đi rửa đồ chơi nha các bạn nha. Wow. Nước rất là mát luôn các bạn ơi. Wow. Đây, mình sẽ rửa cho các bạn xem. Wow, con gì đây? Wow, một con chó cứu hộ Maso. Wow, chà, ngầu nha. Rồi ra đây. Wow, con gì đây khổng lồ lắm này các bạn ơi. To lắm nha. Wow. Wow, nó có bốn cái chân này các bạn ơi. Wow, thật chưa, để mình xem thử nha. Wow. Wow, nó nhả nước ra rất là nhiều luôn. Wow các bạn ơi. Wow, đây là một con cá sấu khổng lồ. Wow, cá sấu to lắm các bạn ơi. Wow, nó có rất là nhiều cái răng sắc nhọn nè. Wow, con mắt của nó rất là bự luôn. Wow, đồ chơi cá sấu rất là ngầu, rất là xịn sò các bạn ơi. Wow, sạch rồi ra nha. Wow, còn gì đây? Wow, một con khủng long cổ dài. Wow, ha ha, to lắm các bạn ơi. Wow, wow, đó một con chó. Ha ha. Wow. Wow, một con gấu các bạn ơi. Ha ha. Đã nha. Ai, có một con gì đây các bạn ơi? Wow. Các bạn ơi, một con gà trống. Đã nha. Rồi, sạch rồi ra đi. Wow. Wow, một con sư tử các bạn ơi. Wow, đây là sư tử mẹ nha. Con sư tử mẹ rất là ngầu, rất đã luôn. Wow, rồi ra. Rất là nhiều đồ chơi được sạch rồi các bạn ơi. Wow. Wow, một con cua xanh. Wow các bạn ơi, đây là một con cua xanh hoàng đế nha. Wow, nó có hai con mắt rất là đã luôn này các bạn ơi. Wow, hai cái càng rất là to luôn. Wow, đồ chơi con cua rất là đã luôn. Wow. Đây, đây đi, sẽ rửa con đây đi. Wow, một con tôm xanh. Wow, con tôm này rất là đã luôn. Wow, đây đi. Ha, con gì cái cổ rất là dài này các bạn ơi. Wow, một con hươu cao cổ này các bạn ơi. Wow, rất là đã luôn. Wow, đồ chơi con hươu cao cổ này rất là VIP. À, đây đi. Wow, kêu các bạn ơi. À, các bạn ơi, đây là một đồ chơi cá ngựa nè.
Rồi ra. Wow, tiếp tục đồ chơi có ngựa nữa này các bạn ơi. Wow, đã nha. Mình rất là thích đồ chơi có ngựa luôn. Wow, còn gì đây? Wow, một con vịt màu trắng các bạn ơi. Wow, đồ chơi con vịt đã nha. Rồi ra luôn. Đây đi, con này đi. Wow các bạn ơi, một con báo đốm nè. Wow. Wow, bộ đốm nó có rất là nhiều cái rang. Bốn cái rang rất là sát luôn các bạn ơi. Còn gì đây? Wow, con cua vàng. Wow, được chơi con cua đá các bạn ơi. À đây đi, con này đi. Wow, các bạn ơi, khủng long ba sừng. Con khủng long này sao ba cái sừng nó bị gãy rồi các bạn ơi. Khủng long ba sừng mà bị gãy sừng rồi. Rồi ra luôn. Wow, một con thỏ ngọc màu trắng các bạn ơi. Wow, đã nha. Ôi, con gì đây ta? À, các bạn ơi, một con sư tử biển nè. Wow, bị tí chiêu luôn. Con gì đây? Wow, một con kiến khổng lồ. Wow, con kiến to lắm các bạn ơi. Wow, đã nha. Con này đi. Các bạn ơi, con gì nó có cái vòi nè. Wow, một con voi các bạn ơi. Wow, đồ chơi con voi có cái vòi và hai cái ngòi rất là to luôn. Wow, đây đi. Wow, con khủng long nhiều gai này các bạn ơi. Wow, khủng long nhiều gai. Wow, tiger. Một con hổ này các bạn ơi. Wow, đồ chơi con hổ đã nha. Wow. Wow, khủng long bạo chúa. Wow, trên cái lưng này có rất là nhiều cái bơm luôn này các bạn ơi. Các bạn ơi, khủng long bạo chúa đã kêu đã nha. Để mình xem thấy còn nha. Còn mấy con khủng long nhỏ nữa này các bạn ơi. Khủng long con nè. Đây đi, còn đây đi. Các bạn ơi. Wow, một con ngựa. Đã nha các bạn nha, đồ chơi con ngựa đã đây. Wow, còn một con gì đây khổng lồ lắm các bạn ơi. Wow, hình như là một con hổ nó sao các bạn ơi. Để mình rửa cho nó sạch nha. La 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 la. Wow, wow các bạn ơi. Wow, nó gầm các bạn ơi. Wow, con hổ nó gầm to chưa. Wow. Wow các bạn ơi. Wow, hôm nay mình rửa sạch rất là nhiều đồ chơi con vật xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, rất là đã luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem về mình chơi nha các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.